Xin chào các bạn nhé. Chuối rừng thì có khá là nhiều loại và được đem về để ngâm rượu. Hoa của nó thì có thể dùng để ăn và ngay cả lõi của nó cũng dùng để làm canh. Và loại mình đang quay đây là loại rất là phổ biến trên rừng. Thân cây to cao nổi trội hơn so với các loại chuối rừng khác. Buồng nó rủ xuống có những cái hoa to và ngắn. Cái loại chuối này thì lõi của nó cũng dùng để làm canh ăn được. Đấy. Khi quả nó còn xanh thì nó có màu xanh xanh vàng vàng, nên những người mà lần đầu tiên nhìn thấy màu nó ngả sang màu vàng vậy, nghĩ nó chín nhưng không phải đâu. Khi nó quả nó già đi, nó màu hơi ngả sang màu xám xám tím tím. Đấy là quả nó già rồi và khi chín vỏ nó tách ra. Loại này rất là nhiều hạt, mang tên chuối rừng, chuối hột. Loại này thì cây nó mọc rải rác, cây nó có những cái vòi ăn theo đất ấy, rồi nó đâm lên mọc ra thành rừng chứ không mọc thành khóm thành cụ. Đây là hoa của nó này, cái đuôi hoa, cái chóp hoa nó không nhọn mấy đâu, nó tù tù, chóp hoa nó tù. Đây, còn quả nó thì khi còn xanh nó thế này đây. Đấy. Còn một loại chuối nữa là cũng mang tên chuối rừng, hay còn gọi là chuối khẽ, thì loại đấy nó mọc thành bụi và cái buồng nó ấy, thì đâm thẳng lên trời nhá. Chứ buồng nó không gập xuống như các loại chuối khác đâu. Đặc điểm của loại chuối đấy chỉ có riêng loại này đây, chuối khẽ đây này, thấy chưa, buồng nó đâm thẳng lên trời, nhìn kỹ mới thấy này. Đấy, mình quay ở xa quá đi. Đấy, hoa của nó thì màu đỏ tươi luôn đấy. Đấy, đây chính là chuối khẽ. Thì loại này cũng được dùng để ngâm rượu. Đấy, quả của nó đây. Đây là quả nó đây. Đấy, đây chính là chuối khẽ nhá. Nó buồng nó đâm thẳng lên trời nhá, không gập xuống nhá. Và hoa của nó thế, cứ nhìn thẳng lên trời luôn và hoa màu đỏ tươi. Khi còn xanh thì nó cũng hơi ngả sang màu vàng này đây, nhưng khi chín thì màu nó ngả sang màu xám. Loại này bên trong cũng có chứa rất là nhiều hạt và mọc thành khóm. Loại này cũng mang tên chuối rừng, chuối hột và nó còn có tên khác là chuối khẽ. Đây là loại chuối khẽ cũng được mọi người đem về ngâm rượu, nhưng loại này nó ít hơn cái loại chuối lúc đầu mà mình quay. Ngoài loại này ra thì còn có một loại nữa mà mình cũng chưa quay được, thì loại đấy cũng mang tên chuối rừng, chuối hột hay còn gọi là chuối bụt. Thì loại đấy cây nó nhỏ và buồng nó cũng gập xuống chứ không đâm thẳng lên trời như chuối khẽ này. Thì loại đấy đặc điểm là buồng nhỏ, quả nhỏ, khi chín thì màu vàng, rất là thơm, thơm phức luôn, nhiều hạt, vừa thơm vừa ngọt, ăn rất là ngon. Đây là hoa của cây chuối khẽ này, đỏ tươi này. Còn cái chuối bụt kia thì nó lại còn ít hơn cây chuối khẽ này nữa cơ. Nhiều nhất là loại đầu tiên mình quay kia. Loại thứ hai là loại chuối khẽ này, thì loại này không nhiều bằng loại chuối rừng kia. Còn loại chuối bụt thì loại đấy còn ít hơn cả loại chuối khẽ này. Đấy, nhưng mà về độ ngon của nó thì cái loại chuối bụt kia lại là ngon nhất. Quả nó vừa thơm vừa ngọt. Còn loại chuối khẽ này thì quả nó cũng thơm ngọt nhưng không bằng chuối bụt. Còn loại đầu tiên mình quay đi, quay cái kìa, loại chuối rừng đấy thì quả nó chỉ hơi ngọt ngọt thơm thơm thôi. Đấy, nhưng nó lại được cái là to hơn, nhiều quả hơn. Và
mọi người thường đem đi bán ý, thì thường lấy loại đầu tiên mà mình quay ý. Mọi người thường đem loại đấy đi đem đi bán để cho mọi người ngâm rượu. Thì như ở mình đây, nếu như mình thấy chuối khẽ thì mình đem chuối khẽ đấy về để ngâm rượu. Hoặc là thấy chuối bụt ấy thì đem chuối bụt về ngâm rượu. Còn loại chuối cây to tướng như thế này thì loại này thì nó quá phổ biến rồi. Nhưng mà trong những loại trên nó uống để có vị ngon ấy. Nó vừa thơm vừa ngon thì mình thấy chuối khẽ này với chuối bụt khá là thơm ngon. Còn loại đầu tiên thì nó cũng thơm ngon nhưng mà vị nó vẫn có vị khác. Nói chung thì mỗi loại đều có một đặc điểm và hương vị riêng của nó. Vậy thì ở chỗ các bạn thì không biết là các bạn thích sử dụng loại nào để ngâm rượu. Và các bạn cảm thấy loại nào là tốt hơn thì các bạn hãy để lại bình luận ở bên dưới nhé. Chứ thực ra để ngâm rượu ở nhà còn có một loại nữa cũng mang tên chuối hột. Loại đấy cũng dùng để ngâm rượu được. Còn ở chỗ các bạn thì các bạn thường sử dụng loại nào để ngâm rượu và các bạn cảm thấy loại nào là tốt hơn thì các bạn hãy để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.